Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu sẽ hướng dẫn mọi người làm một món vô cùng đơn giản. Món này có tên là bí dồn chả cá sốt cà chua. Nguyên liệu của chúng ta sẽ gồm có 3 lạng chả cá, 2 lạng mọc, 5 quả cà chua. Bí mọi người cắt thành khoanh như thế này và mình khoét lỗ bên trong ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu ướp mọc và chả cá nha mọi người. Mình sẽ cho một ít hành tỏi băm, một muỗng hạt nêm, một muỗng đường, một ít hạt tiêu, thêm vài giọt dầu mè ha. Như vậy là được rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên ha. Mọi người nhớ quết đều tay cho chả cá với mọc nó dai một xíu, với nó hòa trộn vào nhau ăn cho nó dai và nó ngon hơn ha. Sau khi mà quết xong thì mình sẽ được hỗn hợp như thế này nha mọi người. Nó đã có một cái độ dai nhất định rồi. Bây giờ mình sẽ nhồi vào trong bí nha. Sau khi mà mình quết xong hai mặt như thế này á mọi người, thì mình chét nước mắm vào hai bên mặt nha. Việc chét nước mắm này á, thứ nhất là giúp cho thịt không bị đã, thứ hai là thịt nó sẽ đậm vị hơn. Đây cũng chính là cái mẹo của nhà mình nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chiên bí nha mọi người. Sau khi mà chờ bí chiên chín thì mình sẽ đi cắt cà chua thành hột lựu hết nha mọi người. Bí sau khi chiên xong thì mình gấp ra dĩa ha, để mình làm sốt cà chua luôn nha mọi người. Mình sẽ tận dụng cái dầu chiên bí lúc nãy để phi hành tỏi nha mọi người. Gia vị phi vàng rồi thì mình đổ cà chua vào nha mọi người. Mình sẽ cho một tí nước vào nha mọi người và để khoảng 10 phút cho cà chua nó mềm ra ha, giống như nước sốt vậy á. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nêm nếm gia vị nha mọi người. Mình sẽ cho một muỗng nước mắm, một muỗng hạt nêm, 2 muỗng đường. Ok, như vậy là phần nêm nếm của mình đã xong ha. Tiếp theo thì mình sẽ bỏ bí vào luôn nha mọi người, để cho gia vị thấm đều vào nhau ha. Mình sẽ để chảo bí dồn chả cá sốt cà chua này khoảng 15 phút cho gia vị nó thấm hòa quyện vào với nhau ha. Ăn cho nó ngon nha mọi người. Vậy là món bí nhồi chả cá sốt cà chua của mình đã hoàn thành rồi đây mọi người ơi. Mọi người thấy có hấp dẫn không nè? Món này cực kỳ dễ làm luôn ha. Chúc mọi người thành công với món này ha. Nếu mà có bạn nào mà làm món này theo sự hướng dẫn của mình á mà thành công á, thì hãy viết comment bên dưới cho mình ha, để coi cái khẩu vị của bạn có giống mình hay không ha. Cảm ơn mọi người. Nếu mọi người thấy thích cái video này, đừng quên like, share, subscribe ủng hộ kênh YouTube cho mình nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào món tiếp theo nhé.